Thu Hà và Minh Tuấn xin được chào đón quý vị và các bạn đang đến với chương trình Món Ngon Mỗi Ngày. Chương trình được tài trợ bởi công ty Ajinomoto Việt Nam. Em chào cô. Chào Minh Tuấn. Dạo gần đây thì thời tiết chuyển sang mùa hè vô cùng nóng bức cô ha. Mà trong cái thời tiết như vậy thì ai cũng khó chịu hết. Nhưng mà riêng với bản thân em nha, khi mà khó chịu mình được ăn một món ăn và đặc biệt là có cái vị chua nhẹ nhẹ dịu dịu nữa thì sẽ quá tuyệt vời luôn. À, cô cũng nghĩ giống như Minh Tuấn vậy đó. Những món ăn có vị chua nhẹ như vậy á thì sẽ kích thích vị giác, giúp ăn uống ngon miệng hơn và đồng thời tiêu hóa cũng rất là dễ dàng nữa. Thật ra thì Minh Tuấn nói như vậy thôi, chứ để mà nhờ đầu bếp Thu Hà vào bếp trổ tài để làm một món ăn bát cơm có vị chua nhẹ để xua tan đi cái nóng của mùa hè. À được rồi, một món ăn hôm nay sẽ có vị chua nhẹ nhẹ và rất là bắt cơm, đó là một món kho. Chúng ta hãy cùng nhau vào bếp để thực hiện món sườn non kho dưa cải. Để làm món sườn non kho dưa cải, chúng ta cần chuẩn bị 600g sườn non, 300g dưa cải chua, cà chua, ớt sừng, ớt hiểm, hành lá, trứng cút, hành tím băm, tỏi băm, màu dầu điều, các loại gia vị thông thường và hạt nêm Ajinomoto heo. Nhìn cái phần sườn rất là ngon luôn và bây giờ mình sẽ ướp trước. Nhưng mà em muốn hỏi cô rằng là để mình có thể lựa một miếng sườn non ngon á thì cái tiêu chuẩn của nó là gì cô ạ? Thì mình sẽ lựa phần sườn mà có nhiều thịt như thế này. Dạ. Và đặc biệt là nếu như mà có nhiều phần sụn nữa thì là sườn rất là ngon đó. Bây giờ thì mình sẽ ướp gia vị. Ướp vào trong sườn này một muỗng canh hành tỏi băm, 1,5 muỗng canh đường, một nửa muỗng canh hạt nêm Ajinomoto heo, 1/3 muỗng cà phê tiêu, một nửa muỗng cà phê muối, 2 muỗng canh nước mắm. Chúng ta sẽ trộn đều cái phần sườn và các gia vị và để thấm khoảng chừng 10 đến 15 phút. Ớt hiểm thì mình sẽ đập dập. Ớt sừng thì mình sẽ cắt khúc. Phần hành lá mình sẽ cắt khúc 2 phân. Cà chua chúng ta sẽ cắt múi cao. Cải chua này chúng ta sẽ cắt thành những miếng vuông khoảng chừng 3 phân. Như vậy là chúng ta đã sơ chế xong rồi và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu kho sườn. Cho vào đây khoảng 1 muỗng canh dầu, 1 muỗng canh đường. Đường đã bắt đầu chuyển màu rồi ha. Dạ. Bây giờ mình sẽ cho vào đây là hành băm và tỏi băm khi cho thơm. Tiếp tục cho vào đây phần sườn đã ướp. Chúng ta xào cho sườn thật là săn lại. Khi mà sườn săn lại rồi thì bây giờ chúng ta sẽ cho phần cải chua vào đây, cho luôn phần ớt hiểm và ớt sừng vào. Tiếp tục chúng ta sẽ cho nước nóng vào đây vừa ngập mặt sườn. Em thấy cái món này rất là lạ luôn, bởi vì thông thường nếu mà mình dùng với là những món hải sản thì mình mới là cho nước nóng vào. Nhưng mà ở đây thì cô lại cho nước nóng vào mà không phải là nước nguội luôn, có lý do gì không cô? Có chứ Minh Tuấn, chúng ta lưu ý là chúng ta sẽ cho nước nóng vào khi kho để cho sườn giữ được độ săn và vị ngọt nha quý vị. Quý vị khán giả lưu ý là chúng ta sẽ đậy nắp và kho với lửa nhỏ để cho sườn chín mềm và không bị mất nước trong quá trình kho. Bây giờ thì phần sườn đã chín rồi đó, cho khoảng chừng một nửa muỗng cà phê màu dầu điều, cho luôn phần cà chua này. Tiếp theo chúng ta cho luôn phần trứng cút vào đây. Tiếp tục kho trong khoảng 2 phút nữa, khi phần nước nó sánh lại thì chúng ta tắt lửa là vừa. Và bây giờ thì chúng ta sẽ trình bày món này ra đĩa. Chan lên đây nước kho nè. Cuối cùng thì mình sẽ đặt lên đây một cọng ngò cho món ăn thêm đẹp. Như vậy là chúng ta đã hoàn tất món sườn non kho dưa cải. Cô mời Minh Tuấn đây. Dạ, em cảm ơn cô. Rồi, chúng ta có rất là nhiều nguyên liệu trong món ăn này. Bây giờ Minh Tuấn sẽ thử từng cái một. Và thưa quý vị, món ăn ngày hôm nay chúng ta thấy là đẹp cả bề ngoài và khi thử thì đảm bảo là không thể nào dừng đũa được, bởi vì rất là ngon. Phần nước kho rất là đậm đà, phần thịt thì rất là thấm, toàn bộ những gia vị có phần chua chua, cay cay, mặn mặn, ăn với cơm rất là ngon. Quý vị phải làm ngay món này tại nhà để đãi cho cả gia đình của mình một bữa cơm thật ngon quý vị nha. Dạ quý vị khán giả hãy thực hiện món ăn này nhé, với vị chua chua, cay cay chắc chắn sẽ làm các thành viên trong gia đình rất thích. Chúc quý vị ngon miệng với món sườn non kho dưa cải. Và đến đây thì đầu bếp Thu Hà và Minh Tuấn xin được nói lời chào tạm biệt. Xin được hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo của Món Ngon Mỗi Ngày.